Vậy thôi à, trưa thầy nghỉ trưa ăn cơm với thầy. Nay có Việt kiều ở bên Nhật Bản cúng dường thầy hai hả bịch cơm. Cơm thịt heo kho. Về thì dọn như cho gọn có đường đi. Gió dữ trời, gái đứa nhỏ. Nó chọn vô cái khúc này vô cũng dễ nè, lát rồi ở rồi con gọn. Thầy vừa dịu dàng vừa đảm đang nữa. Đóng nè, gỡ lại rồi nha. Rất là nữ công dây chánh nha. Cũng không có xài được đâu, nhưng mình làm thử coi năm sau là mình cứ gỡ ra chục luôn. Giờ mình thử cái ngâm rồi sử dụng rồi được không, rồi nó có rụng ra màu hay không. Trời, nữ công dây chánh quá trời luôn. Thầy không mướn đệ tử về làm với thầy. Gần Tết rồi đến chùa làm công quả hay chứ. Đã khổ. Khổ bán này kiếm tiền. Mày còn mướn người để mướn người ra lương đâu cả. Đi bán cái số mà mướn người ở à. Đi bán chào kiếm hay mướn người. Thì bán nó ai lợi được mấy mấy anh đâu lâu bằng ngày mà kiếm chừng ấy việc làm sao bằng ngày cứ 500 tôi mướn một người ở tháng 5 triệu mày không? Thầy đại gia. Người ta ăn cơm hả? Để thầy lấy tiền sư cô. Rửa tiền nãy coi. Rửa tiền nãy 500. Nếu họ bán nhiêu gom nặng lát đi lấy muối. Lấy vô. Chứ để bán hơi lộn mắt. 500 cái tiền chẳng này kia đưa nặng lấy cái vốn. Phải không? Cái vốn mua nữa. Mua về bán nữa có tiền. Chao đừng có vốn. Chao. Nè, muối ớt, muối tôm, muối tiêu. Họ ăn dễ, ví dụ họ đi đi xin ổi xin cóc gì đó cái chạy lại mua hũ mới tiêu có hũ 5.000 10.000 mua ớt mua tôm cũng vậy rồi vô ăn cơm sư cô. Đó, cái hộp cơm kìa cơm hả có cái đầy đủ mắm muối không thầy, bữa đó ông bỏ thiếu á, bữa này mua biết đủ không? Đây đủ rồi. Đó, rồi cái bịch nó sư cô. Ăn ở đây cho nó gọn. Bánh nước ăn. Con trả 500 nha. Rồi nợ 300. Thôi nợ 300. Trả từ từ. Không trả hết vậy. À, phải trả 100 nữa còn thiếu không nha. Thôi bừa nó trả luôn đi. Nó từ từ mày câu đi. Trời ơi, cái ông kia cũng có chịu mà không chịu trả. Hay tao khệ kiếm mày 50 triệu gì đi cho là tao đưa liền. Gần Tết rồi vận động cho thầy được vài chục triệu ăn Tết à. Đổ vào tô ăn đây. Sáng giờ làm mệt mỏi quá, giờ thầy mới ăn trưa đây. Hôm nay thầy ăn cơm thịt heo kho. Heo hai, ngon ghê. Ngon. Ngon. Thì nói ngon ngon khen cho bây giờ là. Thầy gấp cái ra thôi, thầy nha. Đổ nước vô sợ nó mặn á. Thôi kệ ăn đại. Không mặn đó. Thì mày nó cho ăn vô trước sau cũng chết. Ăn cũng chết, ăn cũng chết. Người ta nói ăn thì chứ sao chết không? Chết đói. Chết khát, chết thèm. Không ăn thì chết đói à? Mà ăn vô thì sao? Ăn thì chết no hình ruột. Vậy còn 300. Ê cho 200 đi mày khỏi. Cúng dường cho thầy luôn à? Đúng rồi mày khó nó lẽ giờ mày có bạn nó chứng nhận cho mày đã tiền mượn cho nha bữa nói sao nè thầy cho mượn hay tao trả thầy để bữa tháng sau điện ra đóng đi thì chừng nào có hai tao nói không có thằng nào mà nói trước được thì đó tùy duyên đi thì tùy duyên đi mẹ rồi rồi thật không
đệ tử đó bồn chết không trời. Ừ. Nó tóm gọn đây anh em thầy không có ai khẩn, không có ai tu, nên thầy ráng thầy làm cái chùa tu với đất chia nhau rồi để thầy làm chùa để sau này con cháu anh em nó kham nó giành được nhau. Mục đích là thầy có cái chùa nuôi người dân, có người lạ họ ở mà tu, chứ còn anh em nó có tu đâu, có vợ có con với phần nó cũng tham lam tu hành gì đâu cho. Giờ chia nhau rồi mạnh đất ai nấy ở, muốn bán muốn ăn muốn đi đâu đi, còn chùa thầy thì là đã cống hiến làm chùa trời nó nằm nhà. Nó nhõng gì lên luôn mày. Đến nhà thầy, đến chùa mà nó ngờ, nó ngã ngớn thiệt. Gái nứa gì mày. Hư hỏng. Thầy ăn ngon thầy. Cái mẹ con thầy thấy gì cũng tiền hết trơn trời. Mày mặc dại chứ. Ủa nói vậy phải mất thầy gì? Thầy với thầy, sư cô, mẹ con. Chứ không phải là mẹ hả? Không, tu rồi, không còn cái giai mẹ, giai cha, giai con gì nữa. Nên giờ thầy làm ý tu rồi là mình con nhà Phật, chúng một Phật. Mình đệ tử. Ờ mà hồi nãy giờ thầy kêu trụng kinh ăn mà không giờ trụng ha. Thôi ăn ăn. Ờ đúng rồi chơi. Mình vô khách nha, đi ở sao nè không thầy. Tại nó quay cơm. Nó quay để có cơm cho thầy ăn chứ không quay cho thầy đói giờ. Gia bộ quay chứ dụ người ta mua hộp cơm cũng là thầy. Nó để dép đây bên đây nè. Bên đây để dép bên đây. À lấy ngườn cây nhang đi. Một cây nhang rồi thì miễn phí, còn muốn đốt nhang nhiều thì ra rồi kia sư cô có bán bó. Ờ đây nè, lại đây thầy duy nhất tặng mỗi người một cây thôi, còn thêm là phải ơn trước đó. Ngượng cây thôi, hạn chế khói với nhiều quá, lúc này giàu quá nên tiết kiệm. Giàu quá thì kìa. Giờ cộng coi còn đèn không, đèn có quẹt không. Ờ để dép ngay đó bước vô. Ủa thầy ăn xong rồi mới tụng kinh à? À, quên ăn chứ quên được đây, giờ Tùng làm gì nữa mất cúng rồi. Ăn luôn đi thợ. À, ăn luôn đi. Ăn hết rồi Tùng tin. Ngon thầy. Sao thầy em cúng dường em cha nước thầy. Nuốt nổi mà. Cơm miếng canh vô với mặn. Cơm khô rồi thầy. Dứt giờ sao cũng khô cổ. Nay hôm nay thầy ăn ớm một lần đi mục đích. Bụng một bụng giờ tao teo ha. Teo đít teo bụng. Gì mày giờ dầm tao. Một lần nó mập á. Ủa, như trưa nay mà mực khó không cúng dường thì không biết thầy ăn gì luôn. Không có gì ăn luôn. Không ăn gì luôn. Bị gói. À. Bị gói mà tôi lụm ngoài đường á. Thôi ngồi chơi. Uống nước gì không? Ủa bị gói đâu lụm đường thầy? Ừ. Có nước lọc 10.000, một cụm 20. Hai uống nước dừa thì bên quán à. Ờ ủng hộ thầy đi. Thầy bán thầy bán bên Bình Định. Thầy bán giúp thầy đi mày quảng cáo đi. Quá thầy bán 50 nên thầy giảm giá 30 còn 20 đó. Ừ. Cùng quay mình giấu ha. Có làm cũng ăn thấy thẻ không ăn ra. Có thẻ không ăn lấy ra. Nãy mày quay phải không?
lấy điện thoại luôn. Thầy ăn phần cơm này có no không thầy? Đây nói một cái chùa này xưa giờ là do anh em nó ham nó quậy chùa thầy, thầy mà làm gì cái nó báo nó quậy nó phá, rồi dòng họ thầy cũng làm công an, làm công an hết, nhưng mà nó cùng phe có phe hỏi làm gì ở đâu nó quậy nó phá chùa thầy, nên nó không thành công. Chứ chùa này hồi xưa mà anh em cùng nhau thấy thầy phụng quan phụ hết chứ nói chuyện tốt hết là nó thành công. Nó tóm gọn kiếp trước thầy không biết, không biết tao có cướp của nó với tao hại cuộc đời nó trên kiếp này cha hù. Đây á, anh em thầy á, nào giờ nó hổn, nó mắc dạy, em cũng vậy, anh cũng vậy, mà cậu chú cũng vậy. Bạn cướp của anh em nói với nó lặn luôn, nó muốn cướp đất, cướp nhà, cướp của, với nó lặn gây sự không. Đây thầy nói cậu, anh em, cô bác, cho đến dâu, rể, đụng má, nó mắc dạy không. Không có đứa nào tốt. Và nó ham, đất nó ở mà không qua, nhà chùa thầy mà không qua, muốn mở cửa, muốn vô, không vô. Không lẽ tôi lấy cây tập đập cho bể đầu. Tự nhiên nhà anh ta chơi cho chùa anh ta mà hô dâu rể em út không mà vô đẩy cửa cái rầm cái vô cũng muốn vô vô thôi ăn đi thầy. Thì thầy nói tình trạng là tình trạng đó đó. Nếu mà cái tánh của thầy mà nóng luôn mới tôi lấy tao đập cho chết luôn, tôi đuổi ra khỏi nhà mình đến giờ nhà anh em hay là chùa làm chùa rồi đến mày cho xin vô đốt cây nhang hay vô nhờ gì hay giúp gì, chứ còn vô mà ngang ngang hổng hổng nó hỏi mày không đuổi không lấy cây đập phải không. Mình không có nói chơi, chùa chuyện tu hành đâu có đùa giỡn được. Còn dâu rể mình lướt quyền. Mình là dâu ha, rể cũng phải tôn trọng mẹ mình hoặc là anh em mình chứ phải không mày hôi coi thường cha mẹ mình rồi em út mày cũng mày đến mày làm như mày làm dòng anh dòng chị chứ sao. Nhà mày mày làm dòng chị làm anh kệ mày, nhưng mà đến chùa hay đến nhà người ta mà phải tôn trọng. Chùa này thành lập 8 công ty. Cái gì dữ vậy thầy? Một công ty tổ chức sự kiện, lý do là mỗi làng hầu chùa nó chưa công nhận chùa, cái mình chạy giấy phép để được tổ chức sự kiện. Xong cái ca sĩ về nhiều nó cũng đủ thừa là có giấy phép là sở quan qua kêu bằng giấy kêu bằng tổ chức sự kiện đó, ca sĩ về hát. Cái thành lập công ty. Về tại chùa hát luôn à? Cái còn dẫn tour du lịch với làm từ thiện, cái nó không cho cái thầy lập một công ty từ thiện để làm từ thiện. Hiện xong cái thế với trễ làm khác. Thấy xong cái làm cái khác, cái thầy làm cái công ty truyền thông báo chí, viết báo, viết văn là truyền thông. Anh thầy tám làm 8 công ty. Mà rú cái thầy nói giờ kho công ty nào có giấy phép mà cũng cho hoạt động, dẹp luôn khỏi đóng thuế mà cũng quỷ bỏ luôn. Dạ ăn sao làm mai tiếp rồi thầy. Chị Duyên có nói anh Tuấn là đâu biết anh Tuấn thiệt là Tuấn. Dạ. 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 Hôm qua thầy đi về sớm không thầy? Dạ. Anh ở tới khi nào anh để em nói nó vậy qua. Khoảng mấy giờ thầy? Tuần rồi thì thầy hay 2 môn. Tuần nay là tính 4 môn nhưng mà rất miễn.
Hôm qua thầy đi, thầy đi về mấy giờ thầy? Trưa. Trưa thì về rồi. Buổi sáng thầy đi đến trường 10 giờ tính thi buổi chiều. À. Nhưng mà chiều cái không có thi cái là 1 giờ, 2 giờ, 1 giờ thầy về. 2 rưỡi về. Về tới trường khoảng 2 giờ. Xuống trường thì sao nó miễn thi cho thầy luôn à? Yeah. Miễn thi luôn à? Yeah. Thầy xuống trường thầy thi mà miễn thi luôn à? Là sao? Thì mình có ổn điểm. Ổn điểm trường khác rồi á. Mình có bao nhiêu môn? À có điểm rồi nộp vô cơ á, người ta sẽ trừ một số môn mình đã có thi rồi, có điểm rồi. Có điểm là không thi. Môn nào không có trừ thì phải 135 môn. Còn mình trừ á thì còn ví dụ 60 môn, 50 môn. Tùy theo mình có 2-3 trường, mình học 2-3 trường. Đỡ mở tiền rồi. Đúng rồi. Cứ môn là 300 triệu mấy, tùy theo môn mắc không được. Uống nước bột cũng được không? Dạ. Rồi bột cũng thái á. Thầy mua qua là nay lên á, nên mà lên xuống thì cũng có 20 à. Tại vì bột cũng nay là 290 một thùng. Còn mỗi lần á là 200, mỗi lần là 285. Rồi giao thì cho nó 100 ngàn nữa là. Biết sao mà thầy bán không có lời không? Nói nghe nè, ở giờ 285 thùng mà có 24 lon. 24 lon thì nhân ra thùng nhiêu là cho 15 ngàn. Rồi cho nó 100 ngàn để nó đi chở mình. Hành lang khùng mình là 400 là thầy bán lời được hai lon, hai lon. Ở đây giờ ví dụ như thầy thèm thì uống là đã trừ rồi nè. Nó tóm gọn mình không có lời chứ bán. Nó tóm gọn trong chùa mình để một tủ ai uống.